Bây giờ chào anh em nhá. Thì ví dụ vừa nhặt được em vừa đi cấy về xong rồi hát trên cặp loa JBL 3252 này. Mời quý khán giả. Mời quý khán giả anh em thẩm âm nhá. Anh em thấy hay cho Emu xin like nhá. Một khúc được mang tên Hãy đến với em đêm nay. Ok. Anh em nào kết Hãy đến với em đêm nay nhá. Nào cùng vui lên ai. Đặc biệt bác nào kết cặp loa xịn sò này lên đây em. Lên đây em. Vừa Hiền Miu cũng thực hiện test cho anh em nghe chất âm mạnh trên cặp loa 3252 này, thì anh em biết là sức mạnh của đôi loa rất mạnh luôn nhá. Áp lực của loa là 400W trên một thân thùng ở chở khởi động, còn lớn hơn có thể là lên đến 800W anh em nhá. Nên là đôi loa này có thể hát nhạc mạnh ok. Sau đây Hiền Miu sẽ test cho anh em nghe một bản nhạc du dương trữ tình nữa anh em nhá. Một ca khúc tiếp theo là ca khúc Ngợi
ca quê hương em. Mời quý khán giả anh em lắng nghe. Ok, quý khán giả thấy hay cho em xin thêm một like nữa anh em nhá. À rồi, thực sự đây là một cặp loa phải nói là vừa nghe hay, bày đẹp và trưng bày đẳng cấp anh em nhá. Anh em vừa nghe Hiền Miu tiếp thị giới thiệu và hát trên hai ca khúc, một là nhạc mạnh, hai là nhạc quê hương trữ tình rồi đấy. À, còn bác nào thích hát nhạc Bezo trữ tình thì em Hằng sẽ hát thêm một liên khúc Bezo trữ tình nữa. Mời quý khán giả lắng nghe nhá. Sau đây sẽ test một ca khúc song ca nha em nhá. Hiền Miu và em đi cấy để sẽ hát. Ngỡ tiếng hồi vì cầu nhớ ẩn sâu bên trong, hãy dùng hết tình suốt đời. Một là ca khúc song ca được mang tên Đường Tím Bằng Lăng anh em nhá. Mời quý khán giả lắng nghe anh em.
em cho em hiển thị thêm một like nhá anh nhá. Xin cảm ơn quý khán giả nhé. Thì với
cái combo này thì chúng ta giới thiệu rồi. Đây là một cặp loa thực hiện vừa nghe được và vừa hát được anh em nhá. Thì cũng đơn giản chúng thấy là cái loa sẽ có hai bát bốn người một kèn này, nhưng độ xử lý chống zip thì do anh vang thôi. Phải nói đây là một loa chất lượng để anh em vừa nghe nhạc được, vừa hát được, vừa trưng bày được anh nhá. Anh nhu cầu đầu tư mua liên hệ nhá. Và ngày hôm nay thì chúng tôi vừa xuất kích, có hai đôi xuất kích của đôi này, em nhìn này. Đấy, một đôi lên đường này, lát đóng gói cho sếp tổng này. Một đôi xin chào, hẹn gặp lại anh em nhá.